Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Lại là mình Chung Còi Apple TV đây. Thì uh, hôm nay, đấy trước mắt mọi người đây là anh em có thấy đây là máy gì nhỉ? SE này. Đấy, iPhone SE nhé SE này cho dành cho những anh em nào muốn siêu tầm Đấy, thì thực sự với em bây giờ với anh em là bây giờ SE mà tìm được những con đẹp, zin đẹp thì rất chi rất chi là khó luôn, hiếm luôn nha anh em nhé Đấy. Thì uh, giá nó rẻ ngang với 6G thôi, nhưng mà nhiều anh em muốn siêu tầm ấy thì múc cho mình con này. đấy hôm nay đây mình uh, lên cho anh em một một ít SE nhé, một ít uh, đây vừa nói chung là mình uh, cũng lên một ít cho cả mấy mới cả mấy cũ lẫn lộn. đây này cả iPad cho anh em này, iPad uh, tí nữa mình sẽ giới thiệu từng con từng chi tiết một cho anh em nhé. đây đầu video uh, mình lên cho anh em một con nào nó rẻ rẻ đi anh em nhỉ. đây. đầu video mình lên luôn cho anh em một con iPhone SE 32 mươi máy màu trắng nhá, đẹp như thế này, Wow Nói chung là máy zin vỏ thì con này cũng được tầm 98,5 Anh em nhé, vỏ con này được tầm 98,5 Nó cũng không được kem đâu Con này pin 86% Mọi người, đây mình sẽ quay chi tiết cho anh em này iPhone SE 32GB SE anh em nhé, SE 2016 32GB, máy quốc tế full chức năng Nói chung là mọi chức năng ok hết Vân tay vân chân đầy đủ, cam nét Con này mình để cho anh em với giá là 1 triệu 200 nghìn đồng 1 triệu 200 nghìn đồng Anh em đã có iPhone SE 32GB Máy màu trắng Đấy, Full chức năng pin 86% Nói chung là những cái pin này Thì nó Mình nhập về bao nhiêu Pin bao nhiêu mình sẽ bán cho mọi người như vậy Chứ đây Mọi người đây Hàng đây nói chung là Uhm, đây mình cầm lại dung đây mình vừa mới bóc túi ra rồi. mình vừa bóc tất cả những chỗ túi này là mình bóc ra chứ bây giờ mình cầm ra kia thì nó lại dùng à, đây con này bị cho anh em ra 1 triệu 200 000 đồng anh nhé 1 triệu 2 SE 2016 máy quốc tế full chức năng tiếp theo là mình lên cho anh em cho uh, mình lên từ bên trái sang bên phải đi anh em nhé mình lên từ bên trái mà đi tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường máy quốc tế full chức năng 128 ghi máy zin màn lô anh em nhé Máy zin màn lô Con này để luôn cho anh em ra 5 triệu 700 nghìn Đây 5 triệu 700 nghìn Đấy. Mình sẽ thay pin mới 100% cho anh em Còn anh em nào không thay pin nhá Lại trừ tiền pin cho anh em luôn iPhone 11 máy quốc tế full chức năng Bản 128GB Pin 100% 5 triệu 700 nghìn đồng cho tất cả anh em nhá Bỏ qua 11 màn lô đi Tiếp theo là mình lên cho anh em Một con iPhone XS Max Màn zin zin full đẹp chạm keng 99 99 keng anh em nhé đấy đây uh, mình sẽ quay chậm cho anh em anh em nào mở kỹ lắm thì gọi là 99 còn anh em nào, nào mở bình thường thì thế này là hàng keng rồi zin full luôn bên zin màn zin vỏ zin bên zin hết con này là ít mươi 256 ghi máy quốc tế full chức năng mình thử xem cho anh em này đây. đây máy quốc tế này 256 g XS Max ôi ôi dung lượng chứa nửa thế giới luôn con này mình để cho anh em với giá là 7 triệu 400 nghìn đồng anh em nhé 7 triệu 400 nghìn đồng Anh em đã có XKN Max 256 g Máy màu vàng gold Đẹp chạm keng luôn anh em ạ Đẹp chạm keng luôn Tiếp theo là mình lên cho anh em một con uh, Lại là một con FE 2016 đi Như con này bản 128 g Anh em nhé Bản 128 g Máy quốc tế full chức năng Hình thức thì con này cũng được tầm 99 Pin 8X Vân tay vân chân đầy đủ anh em nhé Đấy Cam biết là ok hết cam là ok hết đây mình thử xem cho độ sáng lên này Đấy, đây cho độ sáng này nói chung là anh em dùng làm súng phụ thì quá là ok luôn bản 128g máy quốc tế đây mình thử xem có mỗi con này bán 128g thôi con này dán cường lực luôn nhé, con này là nhập về là nó đã dán cường lực luôn chứ mình chả không mình cũng không có cường lực của dòng 5sd này đây anh em nhìn này máy zia này 128g pin 8x con này thì cho anh em giá là một triệu bốn trăm nghìn đồng anh em nhé, một triệu bốn trăm nghìn đồng anh em đã có iPhone SE Bản quốc tế 128GB Em nhá 128GB chứ không phải 3264 được Tiếp theo là mình lên cho anh em một con uh, SEA 2020 Con này cũng là iPhone SE Nhưng mà là 2020 em nhá Máy quốc tế full chức năng uh, Con này bản 128GB Sẽ hỗ trợ thay pin mới cho anh em luôn Hỗ trợ thay pin mới là pin 100% Để cho anh em uh, Con này phải giá là 3 triệu 300 nghìn đồng thôi Hình thức đây anh em 3 triệu 300.000 đồng Anh em đã có SE 2020 Bản 128GB Máy quốc tế quá là ok luôn đúng không anh em Máy GDS, Đấy, Anh em thay pin thì thay pin còn không thay pin Thì uh, trừ thật pin đi thì Không đến 3 triệu 3 đâu Đây là kèm cả pin là 3 triệu 3 cho anh em nhé Như mọi người uh, chú ý là Từ SE 2020 này Bởi vì nó nhỏ gọn này Hiệu năng khỏe như iPhone 11 này Nên là nếu mà thay pin SE này nhé Nhìn nó giống 8G với lại 7G thôi Như thực chất nhé Thay pin SE này là phải uh, sàng lại cát như là iPhone 11 luôn Như là từ XS đổ lên đấy Có nghĩa là sang lại cái cắp cũ này đấy, Sang của bên mới thì nó mới hiện phần trăm nhá Không là nó không hiện luôn Con này để cho anh em với giá là 3 triệu ba, 3, 3 triệu 300 nghìn Ok luôn Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR đỏ XR đỏ máy quốc tế full chức năng Đẹp keng luôn Mình báo cho anh em con này đẹp keng Zin full nhá Đấy Anh em cứ phát Mình mà đã báo anh em là con này Zin full Mà anh em phát hiện vào, Ui con này lên vỏ rồi anh ơi Hay là thay pin rồi hay là bất kỳ thay một cái gì đó thì mình sẽ tặng anh em máy luôn em ok chưa con này XG máy mới ra 64 gb zin full pin 8x hình thức đẹp chạm keng Mà keng luôn chứ không phải chạm keng này anh nhé hình thức đẹp keng luôn để luôn cho anh em với giá là 4 triệu bao nhiêu đó anh em 4 triệu 700 nghìn đồng anh em đã có iPhone XR màu đỏ 64 gb full chức năng đẹp chạm keng nhé tiếp theo là mình lên cho anh em một con uh, iPhone XS 256 gb máy quốc tế full chức năng pin 8x hôm nay mình quay hơi mờ đúng không anh em pin 8x ấy con này vẫn con pin này pin 8182 anh em ạ pin 8182 máy mới LLA full chức năng pin 8x để cho anh em với giá là 5 triệu 300 nghìn đồng 5 triệu 300 nghìn đồng anh em đã có iPhone XS 256 g 256 g máy quốc tế full chức năng hình thức đẹp tầm 99 anh em nhé bảo hành 3 tháng tất cả anh em luôn pin 8182 5 triệu ba Tiếp theo là mình lại lên cho anh em một con uh, iPhone SE nữa Ôi con này là mình vẫn Đây con bên này là, là 2 triệu À 1 triệu 2 lên rồi đúng không Con này thì Anh em ạ Cả một lô Có mười mấy con Gần 20 con Thì được con này đẹp nhất Được con này đẹp nhất Lên luôn cho anh em Đây mình sẽ quay chi tiết cho anh em này iPhone SE 2016 Ui anh em nhìn cái độ cái độ mới của nó này Chắc sạc vài lần thôi Máy quốc tế nhá Full chức năng này con này cũng 32 GB thôi. Máy mới ZA 32 GB, hình thức đẹp keng, mình báo luôn là đẹp keng, full chức năng, pin 87 anh em nhá, pin 87%. Con này để cho anh em với giá là 1 triệu 3. 1 triệu 300 000 đồng cho tất cả mọi người này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con 7G. Đấy, 128 GB, máy quốc tế full chức năng, vân tay vân chân đầy đủ em nhé Bản 128 GB, pin zin còn dưới 80 rồi. Con này để cho anh em với giá là 2 triệu. 2 triệu anh em đã có iPhone 7G 128GB, máy quốc tế, full chức năng, pin dưới 80 thôi, còn mọi chức năng ok hết em nhá. 7G 128 2 triệu đồng. Đây sót con gì đây? Tiếp theo là mình lên cho anh em một con uh, SE, như con này là SE 2020 anh em nhá. SE 2020. Con này bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, vân tay, vân chân đầy đủ, full zin luôn. Đấy, bản 256 anh em nhá. Pin 8x 256GB này. Uh, SE máy mới này để cho anh em với giá con này với giá là 3 triệu 400 nghìn đồng 3 triệu 400 nghìn đồng anh em đã có SE 256G máy quốc tế full chức năng pin 8X anh em nhé 3 triệu tư triệu như uh, bộ nhớ siêu khủng luôn siêu siêu cao luôn anh em ạ tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max cũng 256G máy quốc tế full chức năng sau này mình quay mở quá XS Max 256G máy mới ZA pin 86 phần trăm pin zin cho máy em nhé đấy, mình sẽ con này đây con này sẽ là mình báo tình trạng cho anh em luôn này full zin 256 gb pin 86 phần trăm con này vỏ thì đẹp vào tầm 99 anh em nhé con này vỏ theo mình đánh giá tầm 99 con này mình cũng để cho anh em với giá là 5 triệu à quên 7 triệu 4 quên lại 5 triệu 4 chết 7 triệu 400 nghìn đồng anh em nhé bằng con vàng còn anh em nào lấy con trắng thì pin cao hơn một chút pin cao hơn hai phần trăm còn uh, lấy con vàng thì cũng bằng giá con này thôi nhưng mà pin nó kém hơn uh, 2% 22 phần trăm với con trắng 7 triệu tư anh em nhé tiếp theo là mình lên cho anh em một con uh, iPhone 6s 6s thôi anh em nhé đấy 6s này pin 92 phần trăm này vân tay vân chân đầy đủ này máy quốc tế full chức năng mình sẽ quay rõ cho anh em này. Anh em nhìn có nhìn con nhìn thấy một cái vạch vàng mở không? mình trái hiểu tại sao bên kia còn không có báo gì cho mình cơ như vậy mình bật lên này. thế vàng nó vàng cái màn màn này, này nói chung là không vấn đề gì anh em ạ bản 128 GB anh em nhé 128 GB máy quốc tế full chức năng pin 92% để luôn cho anh em giá là 1 triệu 7 1 triệu 700 000 đồng anh em đã có iPhone 6s 128 GB máy quốc tế full chức năng 1 triệu 700 000 đồng nhé hình thức ok hình thức đẹp nói chung con này hình thức đẹp luôn anh ạ hình thức đẹp Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 6S Plus 64GB Máy quốc tế full chức năng Vân tay vân chân đầy đủ Nhưng mà con này pin zin còn dưới 80 Pin zin báo luôn tình trạng này Dưới 80 em nhé ờ, à Đây 64GB Máy quốc tế full chức năng full zin Pin zin dưới 80 Hình thức thì cũng được tầm 98,599 Đây mình sẽ quay chi tiết cho anh em từng đánh giá Vẫn bảo hành 3 tháng cho tất cả mọi người em nhé Vẫn bảo hành 3 tháng này 6S Plus màn to pin châu Anh em nào mà múc con này nhá Đi luôn cho anh em với giá là hai cú anh em ok chưa 2 triệu anh em đã có iPhone 6S Plus 64GB máy quốc tế full chức năng dùng rồi 2 triệu đồng quá rẻ luôn tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 6S con này cũng là một con iPhone 6S nhưng con này, này bản là 64GB thôi Đấy, con kia thì 128 nhưng mà con này màn đẹp anh em ạ 6S này 64GB máy quốc tế full chức năng pin zin đây anh em nhìn một phần trăm sử dụng bình thường không giật lag anh em nhé sử dụng bình thường luôn con này uh pin thì nó bỏ rồi nói chung là pin kém dưới 80 rồi nó thêm mình thấy báo dịch vụ còn mình chưa cắm xem nó là bao nhiêu con này hình thức đây nói chung mà theo anh em đánh giá thì cũng là ok đúng không hình thức này uh, cũng đẹp tầm 99 theo mình đánh giá cũng là tầm 99 nói chung là tất cả những máy bên mình báo ra bán ra đều bảo hành 3 tháng tất cả anh em lỗi đối không bao lỗi đối cứ lỗi là đối anh em nhé 1 triệu 700.000 đồng cho tất cả mọi người 1 triệu 700.000 đồng anh em đã có iPhone 6s 64GB máy quốc tế full chức năng máy màu vàng nhé đẹp tầm 98 99 tầm 99 em nhé 1 triệu 7 toàn 6S thôi đấy Nói chung là mình về rất chia nhiều mã có luôn cứ dần dần mỗi hôm mình lên cho anh em ít tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus máy quốc tế full chức năng pin uh, bỏ pin đấy máy iPhone 8 Plus máy quốc tế 64 g full chức năng bỏ pin. Con này mình để cho anh em với giá là bao nhiêu đấy anh em nhỉ? 3 triệu 900 000 đồng. 3 triệu 900 000 đồng. Anh em đã có iPhone 8 Plus màu đen, máy quốc tế full chức năng, vân chân vân tay đầy đủ anh em nhé. Đấy, 3 triệu 9. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone uh... ui trời ơi, con này xấu thế. SE 2020 anh em nhé, máy quốc tế full chức năng, vân tay vân chân đầy đủ này, pin 80%. Đấy, bị nứt một tí đằng sau kính lưng nữa sao anh ạ Đây, 64 gb Nứt một tí kính lưng này Để luôn cho anh em với giá con này rẻ hơn cả 8G cho anh em luôn 2 triệu 8 2 triệu 800 nghìn đồng Anh em đã có iPhone SE 2020 Máy quốc tế full chức năng full zin anh em Full chức năng full zin Vân tay vân chân đầy đủ luôn Cam nét căng 2 triệu 8 Tiếp theo là mình lên cho anh em Một con iPhone XS Max 64GB mình còn mỗi hai con này thôi. Đấy, Max máy mới GA 64GB. Full chức năng, pin 8x, hình thức thì đẹp keng, sweb không một vết xước em nhá. Vỏ zin nhá, không phải là ép kính đâu. Đấy, à không phải lên vỏ đâu, vỏ zin luôn anh em ạ. Con này để cho anh em giá là 6 triệu bao nhiêu đây anh em? 6.700 700 thôi. 6 triệu 700 nghìn, anh em đã có iPhone X Max 64GB, máy màu vàng gold, đẹp tầm 99 anh em nhé, Đẹp keng ấy, 99, đẹp keng luôn anh em ạ. Nói chung là anh em nào mà lấy con này nhá. Đấy, mình sẽ tặng cho anh em uh, cường lực này Đấy. Nhưng mà nếu mình như là SM mình đang hết ốp anh em ạ Mình đang hết ốp, ốp nó chưa về kịp Thì anh em nào mà, mà Mà lấy con này thì thôi mình sẽ tặng cho anh em cường lực Hoặc là nếu mà không lấy cường lực thì Tặng cho anh em bộ sạc Đấy, coi như hỗ trợ Tặng thay cái ốp cho anh em Tại vì ốp mình đang hết rồi, nó chưa về kịp anh em ạ Tiếp theo là mình lên cho anh em Đây này, con này luôn này Ui giời chết, tí quên con này iPad mini 2 Đấy, 32 GB bản sim nhá, cộng wifi anh em đây, đây Có khai sim ạ anh em Đây, khai sim đây. Bản sim cộng wifi nhá, máy màu trắng 32 GB. Đẹp thì nói chung là anh em tự đánh giá. Cho mình có thể quay video trực tiếp à mình quay video chi tiết để cho anh em tự đánh giá này. Con này thì mình báo luôn cho anh em zin full đẹp keng anh em nhá. Zin full đẹp keng. iPad mini 2, vân tay vân chân đầy đủ anh em ạ. Con này thì hình như từ mini 2 là có vân tay vân chân rồi đấy. Hay là mini 3 này. Đây máy quốc tế này, full chức năng, bản uh, đây 32 GB thôi, mini 2. Uh, máy mini 2 này, máy mới GA này 32 GB, bản sim cộng wifi fi anh em nhá. Con này để luôn cho anh em với giá là 2,4 triệu. 4. 2 triệu 400 000 đồng hình thức đẹp keng zin full. 2 triệu 400 000 đồng anh em đã có iPad mini 2, bản sim cộng wifi 32 GB, máy quốc tế full chức năng. Đẹp chạm keng, đẹp keng luôn chào chạm anh em ạ. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR. Con này XR thì cũng màu trắng, 64 GB full chức năng như con này phẩy hơn con màu đỏ này anh em nhé phẩy hơn con màu đỏ này một chút ở trên đầu thôi còn lại là cũng zin đét con này để cho anh em với giá là 4 triệu 6 pin 8x máy quốc tế full chức năng vân tay vân chân đầy đủ à fake ID đầy đủ quên lại vân tay vân chân pin 8x anh em ạ pin uh, con này uh, vỏ phẩy một chút để cho anh em với giá 4 triệu 600 nghìn đồng anh em đã có iPhone XR 64GB máy quốc tế full chức năng dùng rồi rẻ ngang với x luôn 4 triệu 6 nhé Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro máy quốc tế full chức năng pin 8x con này ồ oh, vừa còn pin mà con này mình để từ video hôm trước mấy hôm trước mà mình quên ông sạc hình như con này Ôi, oh yeah, hết pin rồi anh em ạ. iPhone 11 Pro máy quốc tế full chức năng 64g hình thức đây anh em ơi nói chung là hình thức thì nó cũng đẹp tầm 98,5 99 anh em ạ anh em nào dễ tính thì 99 còn không thì 98,5 11 Pro để pin 8x em nhé pin 83 85 để luôn cho anh em với giá là 7 triệu bao nhiêu đấy anh em 7 triệu 8 màu xanh 7 triệu 800 nghìn đồng Anh em đã có iPhone 11 Pro 64GB Máy quốc tế full chức năng dùng rồi Đấy, pin 8X 7 triệu 800 nghìn nhé Tiếp theo là mình lên cho anh em một con uh, iPhone SE màu đỏ 2020 Máy quốc tế full chức năng Vân tay, vân chân đầy đủ Hiệu năng khỏe Bản 128GB Pin 8X Pin 8X anh em nhé Máy màu đỏ Để luôn cho anh em với giá là 3 triệu bao nữa anh em 3 triệu ,3, 3 Anh em ok chưa 3 triệu 300 nghìn đồng Anh em đã có iPhone SE màu đỏ Máy quốc tế bản 128GB Zin full chức năng Em nhé 3 triệu 300 nghìn đồng Pin 8X Đây Và đây Một con iPhone 11 Màu trắng Ui Mình lại đang về rất chi là 11 Nên rất chi nhiều luôn Đấy Mình sẽ Quay chi tiết cho anh em con này nhá iPhone 11 Máy quốc tế full chức năng 64GB iPhone 11 Máy mới ZA 64GB Máy màu trắng này Đẹp Con này cũng keng cũng ZIN Full Anh em nhá Không LV Không ép kính Đấy Pin 8X Con này thì Mình để cho anh em với giá là 7 triệu 7 triệu Anh em đã có iPhone 11 Lại còn màu trắng Anh em nhá iPhone 11 thường Màu trắng Máy quốc tế Full chức năng 64GB Full chức năng Full fake ID Anh em nhá Hình thức đẹp tầm 99% Pin 8X chu tone chắc chắn là đầy đủ luôn chu tone nhất đầy đủ này Bảo hành 3 tháng tất cả mọi người này Cứ lỗi 1 đối 1 Cho anh em dễ Đấy Lỗi 1 đối 1 7 triệu đồng cho vậy 7 triệu đồng tròn cho tất cả mọi người nhé thì hôm nay đây thì mình lại có một số kèo ở đây lên cho tất cả anh em mình sẽ có một số kèo đây lên cho tất cả anh em thì anh em nào mà quan tâm những cái máy nào mà mình vừa giới thiệu thì mọi người cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại tí mình sẽ để ở phần màn hình nhá số điện thoại đây là vừa số điện thoại này cộng với vừa với zalo của mình nên mọi người cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình được mình sẽ tư vấn mọi người uh, nhiệt tình luôn đấy, hết sức có thể luôn cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình nhé. đấy thì uh, chúc mọi người xem video của mình một buổi tối vui vẻ. hẹn mọi người về video ngày hôm sau nhé. thì đây mình uh, hôm nay mình tháng này. hôm nay mình uh, mới về được ít. đấy còn một đống đây nữa. nói chung là vẫn còn nhiều, còn một túi ngoài kia cơ. trên giường, trên giường này thì là mình bán hết rồi nhé. chỗ này là là mình bán hết rồi. đấy những chỗ này là mình bán hết rồi. Uh, thì mai mình sẽ gửi hàng cho tất cả anh em. thì uh, cảm ơn tất cả mọi người nhé. chúc mọi người uh, xem video vui vẻ. hẹn mọi người về video ngày hôm sau nhé. xin chào và hẹn gặp lại.